Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động tích cực phòng chống dịch, đặc biệt là việc đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh đến đông đảo người dân, ghi nhận tại huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Hiện tôi đang có mặt tại xã Thiện Phiến, là một trong những địa phương triển khai sớm và đồng bộ việc ứng dụng Bluezone đến tất cả các hộ dân trên địa bàn xã. Và chỉ với một chiếc điện thoại thông minh như thế này thì chúng ta có thể cài đặt ứng dụng Bluezone chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Việc cài đặt này sẽ giúp thống kê tất cả những lịch sử tiếp xúc gần. Khi có một ca nhiễm bệnh thì lịch sử tiếp xúc sẽ cho chúng ta biết là chúng ta có tiếp xúc với người này hay chưa. Từ đó sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta và cũng là thể hiện ý thức đối với cộng đồng cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đều đặn ngày 3 lần, Đài Truyền thanh xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đưa tin về công tác phòng chống dịch. Trong đó nội dung không thể thiếu là tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Ngay từ đầu tháng 8, xã đã yêu cầu tất cả cán bộ công chức cài đặt ứng dụng. Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đều được hướng dẫn và hỗ trợ cài đặt. Tôi xác định là cài đặt Bluezone đây là một cái nhiệm vụ cấp bách mà cũng là một cái nhiệm vụ là tôi cho là kiểm soát bệnh là hiệu quả nhất. Thế cho nên là ban chỉ đạo chúng tôi khuyến cáo là toàn dân ai có điện thoại thông minh đều phải cài đặt Bluezone. Để thực hiện mục tiêu đến hết tháng 8, toàn xã có trên 60% người dân cài đặt, xã đã huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội. Đặc biệt, lực lượng đoàn thanh niên đến tất cả các gia đình trên địa bàn xã để hướng dẫn người dân thực hiện. Sau khi Thủ tướng phát động thì tôi đã chủ động cài và hướng dẫn người nhà cài cái ứng dụng Bluezone có thể bảo vệ sức khỏe của chúng ta và cộng đồng. Gia đình anh Tạ Anh Đức ở thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên bán tạp hóa. Mỗi ngày anh tiếp xúc với hàng trăm người, trong đó có nhiều người ở địa phương khác. Vì vậy, ngay từ khi ứng dụng Bluezone được triển khai, anh đã nhanh chóng cài đặt về điện thoại để hỗ trợ anh trong việc ghi lại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhiều khi là mọi người đi làm bận công việc, người ta không để ý cái Bluezone này, nhưng mà mình chia sẻ, mình gửi tin nhắn đến cho người ta để ý thấy là người ta cũng sẽ tải ngay ạ. Ứng dụng Bluezone ghi nhận những người tiếp xúc gần trong khoảng 2 mét. Nếu một người trong mạng lưới tiếp xúc gần bị phát hiện lây nhiễm, thì phần mềm sẽ chỉ ra những người tiếp xúc gần còn lại, giúp cho việc truy vết, khoanh vùng dập dịch nhanh chóng. Ứng dụng sẽ càng phát huy hiệu quả khi tỷ lệ người dân cài đặt càng cao. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 2136 về việc đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên đến nay, số lượng người cài đặt mới đạt khoảng hơn 200.000 người, chiếm khoảng 17% dân số. Để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của ứng dụng, người dân cần tự giác cài đặt cho bản thân và gia đình để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.